Phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì con đến với lại gia đình của bé Vĩnh Tiến, một trong ba bé có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bị khuyết tật đó cô chú ơi. Với sự hỗ trợ đến từ Mạnh Thường Quân, đó là em Timmy Thái. Thì trước đây chị em cũng đã đến để mà tặng quà cho các bé này rồi. Ngày hôm nay thì em Timmy Thái muốn đến một lần nữa để mà hỗ trợ thêm những cái phần quà đặc biệt dành tặng đến cho các trẻ em khuyết tật. Thì con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà của em Vĩnh Tiến nha. Dạ, trước đây khi mà chị An đến á, thì có ba mẹ Vĩnh Tiến ở nhà, nhưng mà hôm nay thì ba mẹ đi làm ở dưới đồng xa của cô chú, thường là bà nội á, nhà kế bên phải đi qua đây chăm. Vĩnh Tiến ngày hôm nay thì sức khỏe cũng không có được tốt, cho nên là không có chịu đi ra ngoài trước, ở phía sau đây nè cô chú. Nhà thì hiện tại cũng đã sập xệ rất là nhiều nè, dán thì cũng đã mục hư hết rồi. Đây, bên đây cô chú anh chị các bạn thấy nè, mối mọt nó cắn rất là nhiều về phần vách luôn. Ở phía trong buồng nè, cũng ở không có được nữa cô chú. Ở dưới thì dán nó đã sức bể hết rồi. Vĩnh Tiến thì không có được bình thường, cho nên là em ở phía sau, em thì đập phá rất là nhiều luôn. Cho nên là ba mẹ để Vĩnh Tiến ở phía sau đây nè cô chú. Tiến ơi, chị đến thăm em nè. Sao vậy? Nãy giờ quậy hả? Hả bà? Con chào bà. Đây, đây, đây chị Cẩm mở quà ra cho Vĩnh Tiến nha. Lâu quá rồi không có đến thăm. Nhớ chị Cẩm không? Nhớ chị Cẩm không? Nè, nãy giờ chị đi đường xa cái nó hơi đấy. À, đây 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 đây. Nãy giờ không chịu hả sao? Nãy giờ quậy hả? Đây. Bánh với sữa, thường có hay cho bé uống sữa hay ăn bánh gì không bà? Nay con đến đây thăm thì chắc là bà thì bà Sáu chắc chưa biết con đâu. Trước thì chị con có đến có gặp Tiến với lại ba mẹ. Mỗi lần mà nhận quà thì em cũng hay đi ra ngoài quỹ ban để mà nhận nữa. Thôi đừng có khóc nha, không có gì hết. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 76 tuổi rồi. Thường là bà nội của Tiến là ở bên kia. Dạ. Ba mẹ của em ngày hôm nay đi đâu rồi bà? Đi cắt bông bí. Đi là từ sáng tới chiều luôn hả bà Sáu? Dạ. Dạ. Rồi để Tiến ở nhà mình nên vậy hả? Ở nhà nhà tôi, chạy qua nhà lại tôi coi chừng. Dạ. Nhà có chị em gì đông không bà? Trời ơi, có thằng anh mà anh đi chơi không? Nó không hả? Dạ. Anh lớn chưa bà? Anh 21 tuổi rồi. Dạ. Đi chơi không? Không có ở nhà chăm em. Bởi vì... Rồi bé Tiến năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà Sáu? 17 tuổi rồi. Thì trước đây là bị gì bà Sáu có nhớ không? Đi bác sĩ thành phố người ta nói bị bại não. Bị bại não. Là bị là từ lúc mà mới sinh ra tới giờ luôn hay sao bà? Sinh ra đâu 1 tháng gì đó là nó bị rồi. Sinh ra 1 tháng rồi là bị tới giờ luôn. Con thấy là hình như càng ngày là càng nặng hơn, không có được bình thường như trước á. Hồi trước là em đâu có quậy phá nhiều tới vậy đâu. Rồi em có nói chuyện hay nghe gì được không bà? Rồi bánh thường là cơm nước ở nhà đó, rồi vệ sinh cá nhân đồ là tự em làm hay là mình phải làm giúp cho Tiến? Mẹ nó bịt tả đó cho nó nhiều, mẹ nó về nó mở cho tôi mở không nổi. Mở không được luôn ha. Rồi thường cơm nước đồ là ba mẹ đi đồng xa làm gì đó, rồi ở nhà rồi ai tôi mới tổ cơm qua tôi đút. Rồi ăn không, tự ăn không bà? Tôi đút cho nó ăn chứ nó không nó hút. Dạ. Tiến ơi. Tiến. Em ăn bánh đi. Chèn ơi. Uống sữa cũng được rồi phải không bà? Con nhìn em thì con rất là thương luôn. Hồi đó mình có đi khám cho Tiến đỡ hơn không bà Sáu? Trước con lúc mà mới vừa phát hiện ra đó là em nó có biểu hiện gì không? Rồi bác sĩ có nói sao không Sáu? Thì bác sĩ nói nó bị bại não. Dạ. Là từ đó tới giờ là có thuốc thang gì thêm để cho em đỡ hơn không Sáu? Rồi cái chị thầy thuốc nam gì đó. Chị mà cũng không có nhận gì. Này sữa này. Này. Này uống sữa nha.
Ngày hôm nay thì con đến, con có một cái phần quà đến từ Mạnh Thường Quân á, là em Timmy Thái thì muốn gửi đến cho Tiến. Trước đây thì chị con cũng đã đến để mà gửi những cái phần quà rồi, thì hôm nay là cũng sẽ gửi thêm cho em nữa. Thì thấy bánh nó ăn rất là ngon luôn, rồi sữa nữa, cô chú anh chị các bạn thông cảm nha, tại vì em không có được khỏe mạnh cho nên là nó hơi đổ một chút xíu, thì có bà chăm hàng ngày. Sáu ơi, hôm nay thì con gửi một ít bánh thì con thấy Tiến rất là thích luôn. Bánh này á, là con mua làm với lại sữa là 200.000 đồng. Ngoài ra đó thì em Timmy Thái còn gửi đến cho bé Tiến một cái món quà nữa. Thì bây giờ thì ba mẹ không có nhà cho nên là Sáu đại diện Sáu mở ra nha. Dạ. Tôi cũng cảm ơn các cô các chú chưa giờ. Ơi, đây chị lấy cho, để hồi xé. Sáu làm gì sao? Lấy cho lao quá rồi. Dạ. Coi chừng chạy ra. Nè, Tiến có muốn ăn nữa không? Chạy đi chỗ khác nữa rồi. Sao? Hôm nay thì con thay mặt em Timmy Thái gửi cho bé Tiến cái số tiền là 1.000.000 đồng để mà cho ba mẹ trang trải nè, mua thêm thức ăn rồi bồi bổ sức khỏe cho em nha Sao nha. Thì với lại một ít bánh nữa, tổng số tiền là 1.200.000 đồng gửi đến cho em. Vậy thôi, tôi cũng thay mặt cha mẹ nó cảm ơn. Rất là Mạnh Thường Quân. Gắng cố gắng lo chăm sóc cho em nha bà. Con về nha, bữa nào con vô con thăm nha. Hộ gia đình tiếp theo mà ngày hôm nay con thay mặt cho em Timmy Thái ghé thăm, đó là hoàn cảnh gia đình của em Hữu Duy. Thì để hiểu thêm, con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà nha. Dạ. Chào bà Út. Lâu quá không gặp hả bà. Hữu Duy ngủ rồi hả bà? Dạ mới ngủ đó cô. Ngồi đi bà Út ơi. Dạ, con ngồi đây luôn. Dạ. Đây là bé Hữu Duy nè cô chú anh chị và các bạn. Thì năm trước á, chị em cũng đã đến thăm một lần rồi, lúc đó thì bé thức, nhưng mà hôm nay con ghé thì Hữu Duy đang ngủ á. Nghe bà Út nói là Hữu Duy nó rất là khó ngủ luôn, cho nên là con không có nỡ đánh thức em vậy á, nên là mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Dạ. Năm nay bà Út bao nhiêu tuổi rồi bố? Dạ 69. 69 tuổi rồi. Dạ. Bà sống ở nhà này với ai? Ở nhà với cha nó, ở nhà giờ còn có hai mẹ con á. Dạ. Thì ba thì đi làm gì hả bà? Cha nó đi bán số. Dạ, mà cha nó số. Cũng đau, năm nay nó bị thiếu máu tim đó, nó đi nó chóng mặt hoài luôn. Dạ. Dạ. Bà Út là năm nay bao nhiêu tuổi? 69. 69 tuổi rồi. Rồi nhà thì có hai mẹ con rồi lo cho Hữu Duy. Dạ. Mẹ của bé Hữu Duy á bỏ đi rồi lúc bỏ em mấy tuổi? Nó mới 6 tháng. Ông nội chết là 2 tháng rưỡi rồi, 6 tháng mẹ nó bỏ đi luôn tới giờ. Dạ. Rồi ở nhà là một tay bà nội chăm sóc luôn. Bà nội không. Vất vả dữ lắm cô ơi, nước mắt ở ngoài không. Hữu Duy là bị bệnh sao hả bà? Đó nó động kinh rồi mới mẹ mới bỏ. Dạ. Nó bị giật á. Là lúc mới sanh ra là bị hay là không, mấy tháng sau? Mẹ nó cũng cỡ chừng 4 tháng rồi, bắt đầu nó làm nó nóng rồi, cái mẹ nó không quan tâm tới. Rồi lúc đó ông nội nó thì ông ngồi chỗ đó, là mình thì bán số lo cho ổng. Dạ. Thì mẹ ở nhà lo cho con mà nó cũng không quan tâm tới nó, giờ nó không quan tâm tới thằng này. Dạ. Rồi tới nó đi bán số đâu được có mấy lần nữa để trốn nó đi tới giờ. Rồi Hữu Duy là bị động kinh là năm nay nữa là bao nhiêu năm? Dạ bé bao nhiêu tuổi rồi ba? Nó 4 tuổi rồi đó. Dạ. Mà có năm ngoái năm nay nó đỡ giật đi Sài Gòn á. Dạ. Tôi đi xin tiền nó lên tới Di Đồng 1 để nó trị bệnh cho nó, rồi năm ngoái năm nay nó không có giật. Rồi đi tới đi lui đồ bình thường không ba? Nó không có đi được, nó lằn đó, nó cây nè, để tắn cái bắt đầu nó lằn. Thế mình đi tập vật liệu ở Long Xuyên là hơn năm đó. Dạ. Ở dưới bác sĩ người ta cũng qua mà thương tình mình đó, người ta cho chút đỉnh, cái mình đi hàng ngày mà hai tuần nay tôi đau tôi không có đi. Dạ. Bữa hôm tôi té ngay chỗ này tôi tưởng tôi gãi luôn rồi. Thì bác sĩ điện hỏi thăm hoài, tôi nói giờ đau quá ẩm đi không được. Tôi nói thôi giờ để cô khỏe rồi cô hãy đi nha cô. Dạ. Ráng tập bị mổ đó cô. Mổ hai cái giò nó đó mà đi tái khám mà không có tiền đi đó. Rồi cái bác sĩ mà Đức ở bệnh á với bác sĩ Hải điện nó sao không qua mà để đi khám lại cái hai cái thương của bé mà sao cái gì mà không chịu qua gì trơn. Nói bác ơi, mưa bão quá rồi, cái thứ nhất thứ hai nó ba nó bán số ôm hoài luôn rồi không có tiền qua. Ông nói trời ơi, khổ dữ lắm mà gì. Gán rồi tới bây giờ luôn không có đi nữa đó. Dạ. Em có nói chuyện gì được không bà Út? Ăn
Di à? Nó biết có nhiều đó. Gán từ từ tập rồi sao dạy cho uống Di. Ăn ngủ nó ít ngủ. Uống sữa có uống không bố? Uống sữa. Dạ. Uống sữa thứ mà gì 5ml gì đó. À, này vậy là nay con mua đúng cái loại sữa luôn rồi nè bố. Nó đó mà cái loại bằng giấy á. Dạ. Đó, đó. À loại bịch đúng không? Còn dạ. Này con mua loại lốc nè, con mua hai loại dạ. Là sữa tươi với lại dạ. Sữa sô cô la. Mỗi loại như vậy là hai lốc. Dạ. Rồi con cũng mua thêm một hộp bánh nè với lại bánh sô cô la nữa để dạ. Cho Hữu Di nè. Rồi dạ. Với lại bà Út thưởng thức nha. Dạ. Dạ, nay con đi đường xa lên đè lên nó hơi mớp chút xíu. Dạ. Cái phần bánh với sữa này đến từ Mạnh Thường Quân đó là anh Timmy Thái. Mua hết tổng số là 200.000 đồng để mà gửi đến cho bé Hữu Di. Dạ. Bồi bổ sức khỏe cho bé trong cái lần con ghé thăm này. Dạ. Cô có lòng gì tôi cũng cảm ơn cô chú. Dạ. Chứ giờ hoàn cảnh khổ dữ lắm đó, đây cô Lộc biết đó. Dạ. Dạ. Chút xíu cảm ơn Mạnh Thường Quân á, giúp đỡ giùm cho tôi lo cho Hữu Di được, tôi cũng rất cảm ơn. Dạ, xíu Hữu Di thức dậy bà cho Hữu Di ăn bánh với uống sữa nha. Dạ. Dạ. Ngoài ra thì em Timmy Thái còn gửi thêm một cái món quà nữa để mà cho bà Út làm cái kinh phí chăm sóc cho bé Hữu Di trong những lúc mà em đang bị bệnh như thế này đó. Dạ. Thì ở đây con xin phép được thay mặt cho em Timmy Thái gửi phần quà cho bà Út. Dạ. Bà Út mở ra nha. Cảm ơn. Mấy cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ dạ, giùm dạ, hai dạ. Đi mình cũng mà khổ đó. Dạ. Ôi cô ơi, hồi đó mẹ nó đi trời ơi vất vả, một cái gạo không có ăn, cái cơm thì đi xin nè, hỏi số sớm nguyên sớm này nè. Dạ. Tôi ẩm nó tôi đi xin tiền mua sữa rồi cho xin gạo ăn. Dạ. Bà Út mở phần quà của em Timmy Thái gửi tặng nha. Dạ dạ, dạ cảm ơn. Bố mở ra đi bố. Dạ. 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 Hoàn cảnh khổ giờ Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ được rồi tôi cũng mang ơn, nó có tiền nó đi tập đồ cho cháu nữa hàng dạ. Tuần. Em Timmy Thái gửi cho bà số tiền là 1 triệu đồng dạ. Với lại bánh và sữa thì con cũng thay mặt cho em kính chúc cho bà có nhiều sức khỏe với lại dạ. Ba của bé, để chúc cho bé Hữu Di thì mau ăn chóng lớn bà nha. Dạ, cảm dạ. Ơn Mạnh Thường Quân với cô chú giúp đỡ giùm, cảm ơn ha. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. Hội gia đình cuối cùng mà ngày hôm nay con đến thăm thay mặt cho em Timmy Thái đó là hoàn cảnh gia đình của bé Khánh Xuân. Thì bé Khánh Xuân đã bị không thấy đường từ lúc mới sinh ra đến giờ đó cô chú ơi. Hoàn cảnh cũng rất là khó khăn luôn. Cho nên ngày hôm nay con cũng sẽ trở lại để mà thăm em nha cô chú. Bây giờ thì con mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào nhà. Dạ. Thưa cô Năm con mới tới. Chào cô, chào chú. Dạ. Khánh Xuân ơi. Đây đây đây, ngồi xuống đây đi, cô tặng quà cho con nè. Con ngồi xuống đây đi, cô sẽ tặng quà cho con nha. Wow, có rất là nhiều quà luôn. Rồi đây đây đây, cô chuẩn bị lấy ra cho. Chú Năm có nhà không cô? Có. Rồi để cô mở ra cho con nha. Đợi chút xíu nha. Nghe đồ bình thường hay gì cô? Cô Năm ngồi đi. Đau rồi, rồi tối ngày. Wow. Con uống liền không? Con cho sữa kìa. Năm nay cô Năm nhiêu tuổi rồi cô Năm? 50 tuổi rồi hả? Dạ. Vậy cô có nhớ con không? Nhớ. Dạ. Thường hay đi vô trong xã đồ lãnh quà đúng không? Gặp cô với chú. Dạ. Rồi thêm nữa là con nhớ là con chị con cũng đã ghé thăm cô Năm một lần với lại bé Khánh Xuân nữa nè. Năm trước nhỏ xíu, năm nay lớn quá nhìn không ra luôn ta. Quá trời đẹp trai luôn mà trốn gì. Dạ. Bé là sống ở nhà với cô chú thôi. Dạ, nó ở nhà. Bà ngoại của nó. Dạ, bà ngoại. Năm nay là Khánh Xuân bao nhiêu tuổi rồi ha cô Năm? 5 tuổi mấy rồi đó. 5 tuổi mấy rồi. Vậy là học mẫu giáo lớn luôn rồi. Nếu mà đi học là học mẫu giáo lớn luôn rồi. Rồi hoài nó lớn không nổi mà nó cán ăn nữa. Dạ. Bệnh sao hết cô Năm? Như là nó nóng sốt rồi không ăn uống gì ghẻ bón như là 4-5 bữa miệng lần gì có hoài vậy đó. Dạ. Rồi ở nhà là cho ông bà ngoại nuôi luôn, rồi ba mẹ là lâu lâu về thăm hay sao? Thì 2 tháng 9 về, 34 đoạn về. Dạ. Rồi làm ở trển có dư không cô Năm? Đủ thì, để gửi tiền lo cho em hai vợ chồng thì bằng cũng đủ ăn, rồi có dư gửi tiền tháng 2 triệu. Khi 2 triệu mấy mua sữa cho nó. Rồi còn tiền nhà nước cho nó thì chấp đồ cho nó nè. Dạ. Chứ làm gì có tiền chấp. Dạ. Đó. Nước cho tháng mấy trăm ngàn đó. Dạ. Tôi nuôi được mấy trăm đó, 1 triệu mấy. Khánh Xuân là bị không thấy đường từ lúc nào đến bây giờ hết? Rồi cấp sanh ra là bị ấy tới giờ luôn đó. Dạ. Mình có thử đi bệnh viện hay là đi khám để mà biết về đôi mắt của em là nó bị như thế nào không cô?
có đi bệnh viện thành phố, hai cái bệnh viện ngoại lớn á. Dạ. Rồi người ta nói nó bị bẩm sinh luôn rồi. Dạ. Đã không thấy đường từ trong bụng mẹ. Dạ. Lúc đó mình có phát hiện ra liền không cô Nam? Không đâu. Tới mẹ nó ở Bình Dương cái 2 tháng mấy mới phát hiện á. Dạ. Nó như nó nhỏ nó không biết đó, nó nghĩ con nó là nít nít chứ. Dạ. Tới ngày 2 mẹ con trong trọ. Dạ. Tới 2 tháng mấy ẩm thì vòng vòng chơi nó nói. Ủa sao mắt con mày kỳ quá nha. Về đó mới tá quả là 2 tháng mấy mẹ ẩm nhỏ qua bệnh viện phố rồi nó nói giờ. Dạ. Nó bị bẩm sinh nha. Dạ. Thôi bé gấp bồng bé xuống đi con. Đây nè con. Nó dẫn đưa dù dù tối ngày. Để đây kẹo nè, sữa nè, để đây cô cho sữa, cho dạ. Bánh kè. À, hôm nay con đến đây thăm Khánh Xuân á, thì có một cái phần quà dành tặng đến cho em. Tại vì giờ này con cũng biết là sức khỏe của em không có được tốt á, thì con thay mặt cho em Tim Mỹ Thái gửi 2 lốc sữa sô-cô-la nè, 2 lốc sữa Vinamilk đến. Rồi một ít bánh trị giá là 200.000 đồng. Ngoài ra thì còn có thêm một cái phần quà là 1.000.000 đồng mà em Tim Mỹ Thái gửi tặng đến. Thì tổng cái phần quà là 1.200.000 đồng. Con chúc cho Khánh Xuân sẽ có nhiều sức khỏe. Cô Năm gán lo lắng cho em nha. Cảm ơn cô chú và Mạnh Thường Quân ủng hộ cho cháu. Cảm ơn. Dạ, gán cố gắng lên nha cô. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, chúc Khánh Xuân nhiều sức khỏe nha. Gán ăn uống đầy đủ vô, mau ăn chóng lớn nha con nha. Gán ăn lắm, nó không chịu ăn uống gì chứ. Rồi, gán cố gắng lên. Bà gió cô chú. Rồi, ăn giỏi nè, rồi sau này đi học nữa nha. Trời.